Nga và Phạm Đoan Trang. Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức liên quan đến RFA tiếng Việt, đã trao giải Nhân quyền Việt Nam 2018 cho ba cá nhân chống đối là Hoàng Đức Bình, Trần Việt Nga và Phạm Đoan Trang. Bên trao giải mô tả, ba người vừa nêu như những nhà hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực môi trường, nhân quyền và quyền lao động. Tuy nhiên, vì 16 giải thưởng trước đó thường được trao cho những gương mặt chống đối vừa bị bắt, bị biệt giam, bị mất chùa trong từng năm tương ứng, nhiều khả năng họ cũng chọn những người nhận giải năm nay theo cách này. Trong thực tế, Hoàng Đức Bình bị kết án trong năm nay. Trần Thị Nga đang được chú ý nhờ đợt vận động của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn Phạm Đoan Trang đang được chú ý nhờ bị đánh sau đêm nhạc của Nguyễn Tín. Trong một vài ngày sau đó, các tổ chức, cá nhân chống đối đã đưa tin về giải thưởng, đồng thời chúc mừng, phỏng vấn người nhận giải còn đang tại ngoại là Phạm Đoan Trang. Do là người duy nhất có thể phát biểu trước truyền thông, Phạm Đoan Trang có phần nổi bật hơn hai người nhận giải còn lại. Khi trả lời phỏng vấn và phát biểu trên Facebook cá nhân, Phạm Đoan Trang đã đưa ra hai thông điệp đáng chú ý. Thứ nhất, Trang công khai kêu gọi lật đổ chế độ và giải thích rằng đó là cách duy nhất để các đối tượng chống đối đang thi hành án được trả tự do. Thứ hai, Trang công kích tầng lớp trung lưu Việt Nam và khuynh hướng cải cách ôn hòa. Trang chê tầng lớp trung lưu Việt Nam không có khát vọng dân chủ và tự do vì có quyền lợi gắn chặt với nhà cầm quyền và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Khổng giáo. Trang cũng chê những nhóm thuần túy hoạt động để bảo vệ môi trường, quyền lao động, quyền của người thiểu số là nghe có vẻ nhân văn, phi chính trị, nhưng thực ra không có ý nghĩa gì, bởi Cộng sản đã ghét rồi thì họ đang áp thẳng tay, đừng tưởng đấu tranh vì môi trường mà họ không đàn áp. Tóm lại, Phạm Đoan Trang vừa thừa nhận rằng nhà nước Việt Nam đang đại diện cho lợi ích của tầng lớp trung lưu và được tầng lớp này tin tưởng. Trang cũng thừa nhận rằng mình hoạt động để lật đổ chế độ, chứ không phải về những động cơ màu hồng như từng xưng ngày trước. Trang phủ nhận giá trị của những nhóm hoạt động ôn hòa, hợp pháp, phi chính trị và gọi bất cứ ai không có cùng quan điểm với mình là không có khát vọng dân chủ và tự do. Thật kỳ lạ khi Trang vẫn viện dẫn pháp luật để bảo vệ mình và vẫn nói rằng mình tin tưởng vào một xã hội đa nguyên, tôn trọng mọi khuynh hướng khác biệt. Sóng truyền thông số